nhãn hàng Khương Thảo Đan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Khương Thảo Đan đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, tình trạng đau nhức xương khớp, đặc biệt là ở những khu vực khớp bị sưng, đau, viêm làm cho người bệnh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Và nhiều người thì có tâm lý là chủ quan, thay vì là đến gặp bác sĩ để được thăm khám thì đã tự ý mua thuốc giảm đau dùng. Và một thời gian thì bệnh khớp không khỏi mà bên cạnh đó còn phát sinh thêm là bệnh đau dạ dày. Vậy thì có những cái phương pháp nào để điều trị bệnh xương khớp hiệu quả và an toàn cho dạ dày hay không? Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình qua phần tư vấn và trò chuyện cùng với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Vâng, chào MC Thanh Phương. Kính chào khán giả của chương trình. Và nếu như quý vị có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến chủ đề của chương trình, vui lòng gọi điện thoại đến số đường dây nóng 1-800-1156 hoàn toàn miễn cước. Đi ra ngoài sân ngồi cho mát. Trời ơi, người ta nói vợ chồng thương yêu nhau là lúc này nè. Tôi đau, tôi bệnh mà có bà ở kế bên tôi yên tâm lắm luôn. Ây da, trời ơi. Trời ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Trời ơi, bà đi trước đi. Ngồi đi. Dạ. Được không, ổn không? Ây da, trời ơi. Hai cái đầu gối bây giờ nó đau, không chịu nổi. Rồi, ngồi yên đây, tôi lấy đồ ăn cho ăn. Đây. Ăn gì vậy? Ăn cháo hoài. Bệnh không ăn cháo chứ ăn cái gì? Một tuần lễ nay rồi. Thì cũng đau bao tử mà, phải ăn cháo chứ. Ăn xong rồi uống thuốc nè. Đó, thuốc này á là mới mua từ cái toa cũ của anh hai á. Thuốc này là đô mạnh lắm á. Uống một ngày không có bị đau đó. Thuốc giảm đau nào cũng giống như nhau thôi, quan trọng là nó có tác dụng kéo dài hay không. Cái này đô mạnh mà. Một không rồi. Được, bà đúc tôi được. Chàng ơi. Đúc cái gì? Ông Tư ông đám cưới mà tôi qua tôi ăn không mua hết cái tiệc rồi, tại sao giờ chưa qua nữa? Đi không có nổi. Trời là trời, bạn bè giống ni từ nào tới giờ, không giận người ta cái gì? Không có giận, không có hờn gì hết. Mà bị vì hai cái giò, hai cái đầu gối, hai cái khuỷu tay nó đau quá đi. Đi không có được, rồi qua bển đi đám cưới mà mặt nhăn nhó như vậy rồi người ta quở. Đúng rồi. Chờ đi, tôi lấy cái thiệp rồi ông cầm qua bển ông gửi giùm. Trời ơi, thôi ngồi đó để tôi lấy. Bác, sao vậy? Sao mà đau chân dữ vậy? Bác sĩ nói là tôi bị viêm đa khớp nha, rồi bị đau dạ dày. Ta nói chung là đau thập cẩm hết trơn hết trội. Trời đất ơi, vậy là bao nhiêu cái đau gom cho người không hết rồi còn cái gì nữa. Thấy không, nhìn ta kìa, bạn bè đồng trang lứa đó, mà nhìn ta khỏe không? Đi đứng hả, ăn nói mạnh mẽ, tập thể dục thể thao mỗi sáng nữa đó. Ai nói với tôi bằng tuổi ổng, dạ lớn hơn tôi 5-6 tuổi lận á. 6 tuổi, chính xác 6 tuổi. Tôi đau mà bà không có lo cho tôi. Phải ở trong hoàn cảnh tôi ông mới hiểu hay không. Tứ chi nó đau, nằm ngồi không có yên, cộng với cái đau bao tử nữa, bây giờ là khổ lắm ông biết không. Bao tử là năm ngoái đã trị dứt rồi. Tự nhiên gần đây trở lại mà nặng hơn nữa đó. Ủa sao không đi khám bệnh đi, rồi đó hai người tự chẩn đoán bệnh của mình vậy? Có khám rồi à. Người ta chẩn đoán là bị đau bao tử là tại vì lạm dụng thuốc giảm đau. Rồi bây giờ là phải sống chung với lũ thôi. Đau đớn thì phải uống thuốc giảm đau, để đau hoài chịu gì nổi. Giảm được đau khớp nhưng cái bệnh đau tự nó sẽ tái phát. Đó, bác sĩ nói vậy đó. Nó giống như là cái vòng lẩn quẩn vậy đó. Bớt cái bệnh này, cái nó trở tới cái bệnh kia, rồi nó xoay qua cái bệnh nọ. Nhưng mà bây giờ đau mà không uống thì sao giảm đau được? Ủa mà tôi hỏi thiệt nha, hai vợ chồng có biết một cái phương pháp trị bệnh đau xương khớp từ thảo dược thiên nhiên chưa? Bốc thuốc từ thảo dược thiên nhiên đúng không? Đúng. Có, bà Tư thuốc nam ngoài chợ đó, tháng nào cũng bốc cả chục thang mà uống không thấy bớt, mà còn mập phì ra nữa kìa. Tịch nước nè, bà mua về cho tôi uống quá trời quá đất luôn. Mà bây giờ hậu quả là đi không nổi nè. Anh nhớ hồi xưa không? Tôi đi không nổi luôn. Sao hay vậy? Bày ổng đi để ổng khỏe lại coi. Tôi mời bác sĩ chuyên gia về bệnh đau xương khớp đến đây để tư vấn cho anh chị. Thưa bác sĩ, với nhân vật của chúng ta khi mà bị đau xương khớp một thời gian và đặc biệt là hay lạm dụng những cái thuốc giảm đau thì thấy rằng tình trạng xương khớp của mình không có khỏi mà bên cạnh đó còn bị tái phát thêm bệnh đau dạ dày nữa ạ. Vậy thưa bác sĩ, vậy thì tại sao dùng thuốc giảm đau lại gây tái phát đau dạ dày thế ạ? Trong cái điều trị của bệnh lý xương khớp á,
thì cái đầu tiên để điều trị cho các cái triệu chứng đau của bệnh nhân á, thì thường các thầy thuốc sẽ cho thuốc giảm đau. Trong thuốc giảm đau thì có nhiều nhóm thuốc, trong đó nó có nhóm thuốc giảm đau kháng viêm và có nhóm là corticoid cũng có tác dụng kháng viêm và giảm đau. Khi chúng ta sử dụng những cái loại thuốc mà giảm đau kháng viêm đó thì ngoài cái tác dụng giảm đau ra thì nó còn có một cái tác dụng phụ, đó là tác động lên cái hệ thống của đường tiêu hóa. Và khi đó nó sẽ kích thích niêm mạc đường tiêu hóa. Nếu bạn nào nhảy thì sẽ bị gây nên tình trạng là viêm niêm mạc của đường tiêu hóa, đặc biệt là viêm niêm mạc của dạ dày. Và nếu chúng ta không có điều trị thì nó có thể đưa đến tình trạng là xuất huyết bao tử. Và khi đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Thì ngoài cái tác dụng phụ của là tác dụng lên đường tiêu hóa ra, nó còn có nhiều tác dụng khác. Ví dụ như corticoid còn có tác dụng làm phù nè, có thể làm cho chúng ta bị loãng xương nè, đôi khi làm cho chúng ta bị tăng huyết áp, rất là nhiều tác dụng phụ. Thế thì đối với người mà bị bệnh cơ xương khớp, cái mong mỏi nhất là đừng có đau, để tôi đi lại thôi. Nên khi mà uống phải một cái loại thuốc nào đó mà thấy giảm đau rồi là luôn luôn lúc nào mà đau là lấy cái thuốc đó uống. Và đôi khi lại không uống theo chỉ định của thầy thuốc. Có nghĩa là gì? Là có thể là thầy thuốc sẽ yêu cầu là chỉ uống trong thời gian đó và sau đó tái khám lại để có một cái chỉnh theo cho đúng. Cứ lấy cái toa đó đi uống liên tục luôn, khi nào đau là uống. Thật sự ra khi chúng ta sử dụng thuốc giảm đau á, và nó có cái chỉ định sử dụng, ví dụ các thầy thuốc người ta sẽ ghi là uống thuốc sau khi ăn. Do đó nếu các bạn mà uống thuốc một cách tự ý, không theo đúng chỉ định, đây là một cái mà không đúng và có thể gây tác hại. Cái thứ hai nữa là khi các bạn sử dụng thuốc giảm đau á, nó có cái liệu trình của thuốc giảm đau. Là vì ngoài cái tác dụng vào cái đường tiêu hóa ra, thì nếu chúng ta dùng giảm đau kháng viêm, có một số trường hợp nếu chúng ta nhảy nó có thể ảnh hưởng đến cái thận của chúng ta nữa, và sử dụng lâu dài có thể gây suy thận. Do đó ở đây cái tôi khuyên các bạn là khi có thuốc giảm đau mà tự thầy thuốc thì các bạn phải đọc kỹ cái toa xem là thầy thuốc hướng dẫn là chúng ta uống vào thời điểm nào trong ngày. Cái thứ hai, liều lượng thuốc uống bao lâu. Và cái thứ ba là chúng ta phải tái khám để có một cái sự theo dõi của thầy thuốc. Và thưa bác sĩ, nguyên nhân sâu xa do đâu dẫn đến việc là bị viêm khớp thế ạ? Cái viêm khớp là một cái từ rất là chung chung, là khi chúng ta thấy cái khớp của chúng ta là sưng, nóng, đỏ, đau. Thì người ta gọi đó là viêm khớp. Thì nguyên nhân của viêm khớp có rất là nhiều. Cái đầu tiên mà chúng ta thường gặp đó là thoái hóa khớp. Trong thoái hóa khớp là diễn tiến của người lớn tuổi đó. Thì khi cái thoái hóa khớp là cái khớp nó bị bào mòn rồi, do một yếu tố nào đó, có thể do chúng ta vận động mạnh quá, hoặc là do chúng ta bị té ngã chấn thương chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho cái vỗ trùng đó bị viêm lên sưng. Thì khi đó cũng là một viêm khớp. Thì cái viêm khớp đó người ta gọi là viêm khớp trong thoái hóa. Còn cái nguyên nhân thứ hai mà viêm khớp là chúng ta có thể viêm khớp do vi trùng. Khi chúng ta bị nhiễm một con vi trùng nào đó thì nó sẽ làm cái khớp đó bị viêm lên. Còn một cái bệnh mà rất hay thường gặp nữa là viêm khớp ở người lớn tuổi, đó là viêm khớp dạng thấp. Viêm khớp dạng thấp là một cái bệnh lý tự miễn, tự cơ thể chúng ta nó tạo ra cái kháng thể chống lại cái khớp của chúng ta, và khi đó nó gây sưng, nóng, đỏ, đau các khớp. Đặc biệt của viêm khớp dạng thấp thì là nó sưng nhiều khớp chứ không phải chỉ sưng một khớp, và khi mà chúng ta để lâu nó sẽ di chuyển từ khớp này sang khớp kia, và cái khớp nó sưng rất là dữ dội và đau. Rồi đối với nam giới thì có một cái viêm khớp đó là viêm khớp do gút. Khi chúng ta ăn hoặc là chúng ta rối loạn chuyển hóa, hoặc do chúng ta ăn uống không đúng, nó sẽ tạo ra những cái acid uric, nó đọng vào sụn khớp và nó gây viêm khớp. Thì đó là tất cả những cái nguyên nhân mà gây ra viêm khớp. Cái hậu quả của viêm khớp là sưng, nóng, đỏ, đau các khớp thì chúng ta điều trị giảm đau thôi, nhưng chúng ta phải điều trị dứt điểm cái bệnh viêm khớp, nguyên nhân gây ra, để tránh cái tình trạng là biến dạng khớp. Với thưa bác sĩ, như vậy việc bị viêm khớp thì mức độ nguy hiểm của nó như thế nào, và có những cái phương pháp điều trị ra sao thế ạ? Viêm khớp rất là nguy hiểm. Khi chúng ta không điều trị đúng mức và tích cực thì nếu lâu dần nó sẽ làm hủy hoại cái khớp đó đi, và nó sẽ làm dính khớp và chúng ta sẽ không cử động được nữa, người ta gọi là tàn phế, và đôi khi nó sẽ làm cho chúng ta không đi lại được nữa. Thì đó là cái mà nguy cơ rất là cao đối với viêm khớp. Thế thì trong điều trị của những bệnh lý viêm khớp nó có 3 cái nhóm điều trị. Cái nhóm thứ nhất là cái nhóm không dùng thuốc. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm dùng thuốc, và cái nhóm thứ ba là cái nhóm phẫu thuật. Tôi xin nói trước cái nhóm phẫu thuật, là vì phẫu thuật là chỉ sử dụng bắt đầu đó có hủy hoại cái khớp rồi thì khi đó mới có chỉ định để phẫu thuật. Và phẫu thuật là mong lại là làm cho cái khớp nó phục hồi lại và thay thế cái khớp đi. Thì cái này là có cái chỉ định và thường nó xảy ra ở giai đoạn cuối của cái bệnh viêm khớp. Kế tiếp nữa là phương pháp điều trị không dùng thuốc. Phương pháp điều trị không dùng thuốc là chúng ta sẽ dùng bằng phương pháp như ví dụ châm cứu nè, bấm huyệt nè ha, và trong đó có thể là có ký chỉ, có thể là dùng laser vân vân, rất là nhiều. Mục tiêu chính của những cái phương pháp không dùng thuốc này là giảm đau cho bệnh nhân và giảm đi cái tình trạng viêm của bệnh nhân. Trong cái dùng thuốc thì nó có cái phương pháp người ta gọi là dùng thuốc Tây y và dùng thuốc bằng y học cổ truyền.
Và dùng thuốc Tây y thì các nhà y học người ta cũng dùng những cái thuốc giảm đau kháng viêm. Cái thứ hai nữa là điều trị cái nguyên nhân, người ta gọi là điều trị cái cơ bản. Thì hiện nay Tây y có một số thuốc là điều trị cơ bản, ví dụ trong viêm khớp dạng thấp chẳng hạn là điều trị đặc hiệu á. Hiện nay đó, với sự tiến bộ của y học cũng như là kỹ thuật thì các cái dược liệu về y học cổ truyền rất là được quan tâm, và các nhà khoa học người ta đã nghiên cứu chiết xuất ra những cái hoạt chất, và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta là gì, giảm đi những cái tác dụng không mong muốn của cái những loại dược liệu, vì trong dược liệu có nhiều hoạt chất lắm, và đặc biệt là bằng những cái công nghệ tiên tiến của dược á, đôi khi cái những cái chiết xuất đó nó làm gia tăng cái đậm độ của cái dược liệu, và cái thứ hai là tăng cái hiệu quả điều trị cũng như cái tính ổn định của cái dược liệu ở trong cái bài thuốc. Thế thì những nghiên cứu gần đây thì cho thấy là cái dược liệu nó có cái tác dụng, và người ta đã nghiên cứu trên thực nghiệm cũng như lâm sàng, thì cái chứng minh cho thấy là ở Việt Nam mình có một cái cây mà từ lâu đời đã được sử dụng trong bệnh lý xương khớp cũng như bệnh lý của tiêu hóa, đó là cây địa liền á. Hiện nay thì đã được chứng minh bởi cái công trình nghiên cứu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, thì đã chứng minh là trong cái cây địa liền có một cái hoạt chất là KGA1. Cái hoạt chất này đã được chứng minh là có tác dụng giảm đau kháng viêm và đặc biệt đối với bệnh lý xương khớp. Nhưng mà có một cái lợi điểm của cái KGA1 là nó lại không có ảnh hưởng lên cái hệ thống của đường tiêu hóa, mà nó lại có tác dụng bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa. Do đó đây là một cái lợi điểm của cái KGA1 này. Viên xương khớp Khương Thảo Đan được nghiên cứu bởi IMBC, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sùn khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ Tâm Phương xin kính mời bác sĩ cùng tư vấn câu hỏi thắc mắc mà quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả đầu tiên, đó chính là chị Thanh Mai, 45 tuổi, ngụ tại Trà Vinh ạ. Xin chào bác sĩ. Tôi bị viêm khớp đã 3 năm nay. Tôi có đi khám và uống theo đơn, nhưng cứ khỏi bệnh khớp thì lại bị đau bao tử, phải chữa hết bệnh này đến bệnh khác. Tôi nghe bác sĩ chia sẻ về việc dùng thảo dược có thể điều trị được bệnh viêm khớp, lại an toàn với đường tiêu hóa. Vậy tôi có thể dùng loại nào được ạ? Xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi và xin mời phần tư vấn của bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của chị Thanh Mai. Thật sự ra thì hiện nay á, mình có rất là nhiều sản phẩm, mà một trong những sản phẩm hiện nay đã được Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam của mình á, nghiên cứu là cho thấy là có cái chiết xuất từ KGA1 của cái cây địa liền á. Ngoài cái tác dụng mà giảm đau kháng viêm ra thì cái cây địa liền còn có tác dụng bảo vệ cái niêm mạc đường tiêu hóa. Bên cạnh đó thì các nhà khoa học còn phối hợp giữa cái KGA1 của cây địa liền với lại collagen type 2. Collagen type 2 có tác dụng là bảo vệ và bảo tồn cái sụn khớp, kết hợp với lại một cái bài thuốc cổ phương rất là nổi tiếng, đó là độc hoạt tăng ký sinh, từ lâu đời đã có tác dụng là giảm đi cái triệu chứng đau nhức của xương khớp và bảo vệ cho cái khớp hoạt động lại bình thường. Khi phối hợp ba cái nhóm dược liệu lại với nhau thì nó có tác dụng giảm đau kháng viêm và bảo vệ xương khớp. Với cái tuổi của chị, với cái bệnh lý của chị thì chị có thể sử dụng những cái sản phẩm có chiết xuất từ KGA1 kết hợp với những loại collagen và cái độc hoạt tăng ký sinh, thì nó sẽ giúp cho chị có giảm đi cái triệu chứng đau và nó sẽ có bảo tồn là cái sụn khớp của chị, và đặc biệt là nó sẽ không gây một cái tác hại trên cái đường tiêu hóa của chị. Nhưng mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho chị có thêm một cái lựa chọn cho cái bệnh xương khớp của chị. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với phần tư vấn vừa rồi. Chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ tư vấn với câu hỏi của vị khán giả, đó là bác Tấn Minh, 63 tuổi, ở Trà Vinh ạ. Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị viêm đỏ khớp gối. Nguyên nhân là do bị thoái hóa đã hơn 4 năm và rất là đau nhức. Dạo gần đây tôi được biết sản phẩm có chiết xuất từ KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo, sụn khớp. Tôi thấy sản phẩm này hữu ích cho người bị các bệnh về khớp. Vậy tôi có thể sử dụng được không ạ? Và làm sao để phát huy hiệu quả nhanh nhất? Vâng ạ, xin được cảm ơn câu hỏi của bác. Xin mời phần tư vấn của bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của chú Minh. Thật sự ra thì chú bị cái viêm khớp là nguyên nhân là do chú bị thoái hóa hai cái khớp gối. Do đó đây là một cái sản phẩm mà nó rất phù hợp với chú, là vì sao? Ngoài cái tác dụng giảm đau kháng viêm ra thì cái collagen type 2 là cái collagen nó bổ sung cho cái sụn khớp, đặc biệt là đối với người lớn tuổi đang bị thoái hóa sụn khớp. Và kết hợp với cái bài độc hoạt tăng ký sinh thì nó sẽ vừa có tác dụng là hỗ trợ cho cái giảm đau ở khớp mà còn có tác dụng là phục hồi lại cái tế bào sụn khớp cũng như là bảo trì cho cái
hệ thống xương khớp của cơ thể, thì chú có thể sử dụng cái sản phẩm này. Và đặc biệt là khi sử dụng sản phẩm này, vì bệnh lý thoái hóa khớp là một bệnh lý mãn tính, do đó nó đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn của chúng trong quá trình sử dụng. Và khi chúng sử dụng thì chú có thể tư vấn của bác sĩ, như vậy nó sẽ giúp cho chú có được một cái hiệu quả và điều trị an toàn hơn. Cái thứ hai là để phát huy tốt cái bệnh lý của chú trong cái sử dụng sản phẩm này, thì chú nên có kết hợp với chế độ dinh dưỡng cho tốt và một cái chế độ tập luyện phù hợp với cái tình trạng sức khỏe cũng như là tình trạng cái bệnh lý xương khớp của chú. Như vậy nó sẽ làm cho cái khớp của chú được bảo trì tốt hơn và cái bệnh của chú nó mau chóng đẩy lùi và cái khớp của chú là được bảo vệ đối với cái trước cái tuổi tác của mình. Dạ vâng, xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ. Cảm ơn những câu hỏi của quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Còn bây giờ, sau khi lắng nghe phần trò chuyện của bác sĩ, tin rằng các nhân vật của chúng ta đã tìm ra được hướng giải quyết của mình rồi. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tiểu phẩm nhé. Trời ơi, thấy chưa, nghe chưa, nghe hiểu bác chưa? Sĩ nói là tôi mới biết là hồi nào giờ là mình trị bệnh sai cách rồi. Mình không có tuân theo cái hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Thành ra bệnh nó ngày càng nặng rồi nó càng dai dẳng đi. Đó, à, quá. Uống thuốc giảm đau á là phải theo toa bác sĩ. Đúng. Cái này cứ lấy cái toa cũ rồi ra tiệm thuốc mua. Bậy. Uống càng ngày càng không giảm mà còn bệnh nặng thêm. Đúng. Còn ông á, cứ lấy cái toa thuốc cũ rồi đi ra nhà thuốc mua. Lạm dụng quá, hèn gì á, bị đau dạ dày. Tôi tự đi mua được hả? Bà đi ra bà mua bà đem về bà bắt tôi uống. Cái quan trọng á, điều trị bệnh đau xương khớp là điều trị từng giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn không dùng thuốc, là mình giảm cân nè, vật lý trị liệu nè, massage nè. Gì? Massage đó, massage vật lý trị liệu đó, hiểu chưa? Thì ông nói là massage vật lý trị liệu, nghe tôi massage. Rồi tôi cũng vậy, không phải ngày nào cũng bắt ăn cháo là tốt đâu. Tôi sẽ bổ sung thức ăn cho ông á bằng cách là cho ông ăn rau xanh nè, nhiều loại thực phẩm tốt cho xương khớp. Vậy quan trọng là gì? Đừng có ở nhà rồi tự động chẩn đoán cái bệnh của mình, hiểu không? Chẩn đoán không đúng, mình đâu có chuyên môn. Phải đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ mới lên một cái phác đồ điều trị. Và sau khi lên phác đồ điều trị, mình chỉ theo phác đồ đó và mình kết hợp với sử dụng sản phẩm hỗ trợ chiết xuất KGA1 từ cây địa liền của Việt Lâm. Nhưng mà mình biết sản phẩm nào mà mình mua? Bởi vì trên thị trường nó rất là nhiều sản phẩm, cái nào tốt, cái nào không tốt, sao mình biết? Đúng rồi. Sao mà không biết được? Tôi đã từng bị. Chị ông làm ơn Phước, ông chỉ giùm tôi đi. Tôi có mang ngoài xe. Ủa? Xíu. Vậy hả? Tôi ra tôi lấy tôi tặng ông nha. Để ông sử dụng nha. Đợi xíu. Cảm ơn nha. Trời ơi, người gì mà vừa có duyên mà vừa dễ thương dễ chịu nữa. Ý bà nói chồng bà là vô duyên rồi khó chịu đúng không? Chứ gì nữa? Chứ gì nữa? Trời ơi, thấy chưa? Làm ơn làm Phước bớt bệnh đi cho dễ chịu giùm cái. Đau nghe. Đau nghe. Đừng có khen trả hoài nha, tôi tự ái tôi quê nha. Quê thì bớt bệnh đi. Trời ơi, tôi mới ra tôi thấy trong đây ầm ầm rồi, cãi lộn nữa hả? Từ hồi mà ông xuất hiện là bà không có ngàn tới tôi luôn. Sao nói bậy nữa bà không à? Đây, thôi sinh nhật đâu mà tự nhiên tặng quà sinh nhật. Đó, đây, đây. Đây là viên uống chứa hoạt chất KGA1 nè, chiết xuất chẩn hóa từ củ địa liền. Và nó có kết hợp từ collagen type 2 nữa. Và bài thuốc đập quạt, tan ký sinh. Sản phẩm này là giúp chống viêm nè, giảm đau nè, chữa tê phù, tê thấp, đau nhức. Chỉ cần anh chị sử dụng từ 2 đến 4 tuần thôi, có thể cảm nhận được hiệu quả rõ rệt. Trời ơi, hay quá vậy. Nhưng mà liều dùng sao á để đạt hiệu quả? Liều thường dùng á là 4 viên mỗi ngày. Nhưng mà mình mới sử dụng á, trong cái giai đoạn mà mình bị đau nhiều quá, thì mình có thể sử dụng là 6 viên một ngày. Sau đó mình chuyển về cái liều thường dùng là 4 viên mỗi ngày. Mà khi mà anh chị thấy bệnh đã khỏi rồi á, thì mình có thể uống duy trì 2 viên mỗi ngày. Khỏe quá vậy ta. Tôi tặng anh. Trời ơi, mừng quá. Rồi, tôi cảm ơn ông nhiều nha. Cái người mà bị đau nhức xương khớp như tôi nè, cứ tưởng là từ giờ tới cuối đời là sống chung với lũ, sống chung với đau bệnh. Không ngờ gặp ông, tôi được khai sáng. Tôi được hướng dẫn sử dụng cái thuốc điều trị này. Tôi sẽ sử dụng nó. Rồi kết hợp với lại hướng dẫn của bác sĩ, rồi chế độ ăn uống hợp lý, vận động nhẹ, vận động hợp lý. Để làm chi? Để ông khỏe, tôi cũng khỏe. Cả nhà đều vui. Lời khuyên của bác sĩ, lưu ý giúp điều trị thoái hóa đốt sống hiệu quả. Tập luyện thể dục thể thao hàng ngày bằng các môn thể thao vừa sức giúp làm tăng độ dẻo dai của các cơ cạnh cột sống. Không mang vác vận động quá sức hoặc sai tư thế. Duy trì cân nặng phù hợp, tránh áp lực quá nặng lên cột sống liên tục. Có chế độ dinh dưỡng phù hợp, cung cấp đủ vitamin, khoáng chất, canxi, v.v. Nên thăm khám bác sĩ khi có các dấu hiệu đau mỏi xương khớp và điều trị theo phác đồ của bác sĩ.
nên sử dụng sản phẩm có chứa chiết xuất KGA1 từ cây địa liền giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm, phục hồi sụn khớp thoái hóa, đem lại hiệu quả lâu dài, tránh tái phát cho người bệnh. Viên xương khớp Khương Thảo Đan được nghiên cứu bởi IMBC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Nhãn hàng Khương Thảo Đan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, đau nhức xương khớp, nóng đỏ đau ở vùng xương khớp đem đến những cảm giác cực kỳ khó chịu cho người bệnh. Và chúng tôi mong rằng thông qua chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị biết thêm một giải pháp vô cùng hữu hiệu để giúp cải thiện được tình trạng này và giúp cho sức khỏe của mình được tốt hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn MC Thanh Phương. Cảm ơn sự lắng nghe của khán giả. Và chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Khương Thảo Đan đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 17:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.